Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, vào đêm hôm qua, bác sĩ Trần có một cuộc điện thoại điện cho Thuyết. Vâng, cũng đã lâu rồi bác sĩ Trần không điện thoại trực tiếp theo cái kiểu như là về đêm. Và trong những ngày qua, như các bạn biết đấy, bác sĩ Trần sống một cách rất trầm lắng khi mà mọi sự kiện diễn ra trong câu chuyện tình mà chúng ta đang theo dõi đều có vẻ bất lợi cho bác sĩ Trần. Vào đêm hôm qua, bác sĩ Trần gọi điện cho Tuyết, lúc đó thì Tuyết cũng đang bị mất ngủ. Hai đêm vừa rồi thì Tuyết cũng bị cái căn bệnh mất ngủ các bạn ạ. Đôi khi thì bị hồi năm ngoái thì bị cái căn bệnh gọi là ngủ nhiều đến mức độ là 14 tiếng một ngày, nhưng đến mấy đêm nay thì lại bị mất ngủ. Vâng, già rồi thì nhiều bệnh nó là chuyện đương nhiên. Cũng rất may là vì mất ngủ cho nên là Thuyết vẫn để điện thoại. Bác sĩ Trần điện thì ở đây thì một cái câu chuyện rất đơn giản là chắc là hôm qua bác sĩ Trần cũng không ngủ và đã nghe một video nào đó trong 4 video ngày hôm qua. Bởi vì các bạn thì ở Việt Nam thì xem video đó vào ban ngày. Nhưng ở bên Canada thì lúc mà Thuyết đăng video nó là vào buổi tối các bạn. Và bác sĩ Trần đã xem được một video nào đó thì nói về bác sĩ Trần đã chất vấn Thuyết trong câu chuyện mà Thuyết đã ví bác sĩ Trần như một con chó. Ở đây Thuyết xin lỗi, ngay cả xin lỗi bác sĩ Trần là Thuyết đâu đâu có nói gì trong chuyện mà ví bác sĩ Trần như một con chó đâu. Thì bác sĩ Trần đã nói với Thuyết rằng là nếu là một người đàn ông ấy, thì dám làm dám chịu, đã nói thì có cả bằng chứng là nói, anh làm sao anh cãi được. Đấy, có nghĩa là đã nói lên rồi thì mình phải thừa nhận cái điều đó là mình đã nói. Còn để mà đôi co thì tôi có bằng chứng là nói, tôi không vu oan cho anh. Thì Tuyết có hỏi bác sĩ Trần là thế Tuyết đã nói cái ở trong video nào và nói về cái chuyện gì mà ví bác sĩ Trần như là ví một con chó vậy. Thì bác sĩ Trần đã nói rằng là anh đã nói tôi trong cái video mà liên quan tới câu chuyện cảnh sát đã khám xét ở ở ngôi miếu của vợ của tôi, tức là bác sĩ Trần đang nói tới bà Ngọc Trinh. Đấy. Thì anh đã nói là những cái con chó nó đi con chó béc dê, con chó mà nghiệp vụ của cảnh sát nó ngửi để coi như đánh hơi những cái hơi người hoặc là hơi những hàng chất cấm đó kia. Thì anh đã nói rằng cái mũi con chó rất thính và anh ví cái mũi con chó giống là mũi của tôi. Thì bây giờ anh còn cãi cái gì không? Và cái đoạn video đó trong cái số phút từ phút bao nhiêu đến phút bao nhiêu anh đã nói câu này, anh có cần để tôi coi như là gửi cái đoạn video đó cho anh không? Thì Thuyết nói rằng thực sự ra là Thuyết không nhớ, nhưng chắc chắn là khả năng là có thể là có sự nhầm lẫn, bởi vì đôi khi bình luận á thì là cái chuyện nói nhầm là cái chuyện rất bình thường, mà chẳng hạn khi mà bình luận làm một video nó rất là công phu. Ở đây thì bác sĩ Trần cũng biết đúng không ạ, làm một video là phải thâu tóm tất cả các thông tin này, sau đó đến khi chia sẻ những đoạn nào sai gì đó có thể phải chỉnh sửa, sau đó rồi bắt đầu lên video qua máy tính, qua tất cả các kiểu, rất là mất một công phu một video. Cho nên là đến khi ví dụ có một vài cái chữ nhầm lẫn trong một video mà nó cái khoảng là phút thứ 20, 30 rồi ạ, thì không không ai muốn làm lại video đó nữa. Bởi vì nó không quá mức độ là gọi là trầm trọng thì người ta sẽ không bao giờ thay đổi. Thì có thể Thuyết có thể nói nhầm. Thì ở đây Thuyết đã đọc được một lời bình luận của bạn Nguyễn Thị Niên 1300, bạn ấy viết là trời ơi sao mà cười đứt ruột khi nghe anh Thuyết đọc nhầm, mũi con chó rất thính, thính như mũi bác sĩ Trần, hay quá, cười gần chết luôn mọi người ạ. Thành ra là Thuyết có nói cái câu đó. Ở đây nói thật với các bạn là Thuyết cũng không có thời gian để nghe lại video nữa, nó quá bận là nhiều việc đúng không ạ, là thì việc con cái đủ các chuyện trên đời, xong đó đến khi mà vào bình luận thì coi như tập trung làm xong là lên video, nói thật là đôi khi còn không cả xem lại được một chút nào luôn. Có những video mà Thuyết làm mà không có tiếng các bạn ạ, nhưng mà mình có kiểm tra lại đâu, nó có thể nó không còn thời gian và nó quá gấp với thời gian để lên kênh rồi. Các bạn biết là khi mà Thuyết mà chậm thời gian thì quý khán thính giả tưởng là Thuyết đang bị cái gì, rất rất nhiều người lo lắng, nên là chính vì vấn đề đó là Thuyết cho kịp thời gian thì đôi khi nhầm lẫn một chút cũng kệ. Thì khi bác sĩ Trần nói cái câu chuyện này thì Thuyết bảo Thuyết xin lỗi bác sĩ Trần. Cái thứ nhất á, ở đây nói bác sĩ Trần thì cũng chẳng biết là Thuyết nói ai cả, bởi vì thiếu gì người họ Trần và thiếu gì người làm bác sĩ đâu. Cho nên là nói bác sĩ Trần có phải nói tên bác là tên Húy. Ví dụ như người Việt Nam nói tên là Thuyết, đọc hẳn là tên là Thuyết thì bác trách được. Còn đây họ Trần thì có hàng nghìn người họ Trần đúng không ạ? Làm sao mà cái người đó là người của là bác được?
Thế bác sĩ Trần đã nói rằng anh đừng có chối cãi. Trong câu chuyện này thì anh có thể nói biện luận như vậy được, nhưng cái ngôi miếu của vợ tôi, tức là ngôi miếu của bà Ngọc Trinh và ở tại Canada, thác nước Niagara thì không có ngôi miếu nào hết. À, thì Tuyết nói đúng là ngôi miếu thì có một, nhưng mà cái chuyện mà con chó nó đánh hơi nó ngửi thì nó có thể có rất nhiều con chó, đúng không ạ? Cho nên là chuyện này tranh cãi nhau thì đi đi về về thì không đi đến đâu cả. Thì Tuyết có khi mà nghe bác sĩ Trần nói thì Tuyết lại nghe tiếng một người phụ nữ ở bên cạnh. Đấy, thì Tuyết hỏi thế bác sĩ đang ở đâu đây? Bác dạo này đâu có ngủ ở nhà Ngân đâu, thế bác đang ở đâu mà Tuyết nghe thấy có tiếng của người phụ nữ? Thì bác bảo sao anh vừa nói tôi là thính như là mũi chó, nhưng mà tai của anh thì cũng thính như con chó béc dê vậy. Ở đấy nhá, bác sĩ Trần bây giờ là ví em thính như con chó béc dê nhá. Thính nhưng người ta ai người ta nói tai con chó thính đâu, người ta chỉ nói cứ mũi con chó thính thôi. Thì Tuyết đã nói sang chuyện khác và thế bác sĩ Trần coi như là gọi qua cái Messenger để coi như bật video lên em xem là bác sĩ Trần đang ở đâu. Rồi Tuyết bác sĩ Trần đã nói với Tuyết là tò mò chóng già. Tôi đi đi đâu tôi ngủ ở đâu thì cái quyền của tôi, tại sao anh cứ can thiệp vào những cái chuyện riêng tư mà. Thì em xem là bác sĩ Trần đang ở đâu, đang ở nhà hàng nào hay chỗ nào. Em tưởng là ở nhà Ngân thì chẳng nói làm gì, nhưng bây giờ coi như mà bác chuẩn bị muốn lấy Ngân mà lại bây giờ đang đêm đang hôm mà bác không ở nhà Ngân mà ở chỗ khác mà có tiếng con gái thì coi như là em phải suy nghĩ chứ. Cái chuyện này thì ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Bác sĩ Trần mà coi như là chung thủy mà yêu Ngân thì coi như là lên một mình Ngân, chứ bây giờ lại còn đang yêu Ngân, đang muốn lấy Ngân lại ở chẳng hạn chỗ mặt quỷ, à xin lỗi, ở cái chỗ 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 Ngọc Bích thì buồn. Thuyết cũng hay kiểu như là cái trong cái trí nhớ bị mình nó thành một cái rãnh đi đó các bạn. Các bạn nhiều bạn nói rằng cái con mặt quỷ quá, thành ra là lúc Thuyết nói chuyện với bác sĩ Trần này cũng bảo là sợ là bác sĩ Trần đang ở chỗ con mặt quỷ. Thành ra bác sĩ Trần rất là cay cú với Thuyết. Thật sự ở đây là nói thật các bạn là có người thì nói rằng Thuyết cố ý nhầm lẫn, coi như là để coi như là theo cái cách như là chửi người ta. Đấy, chửi mát, nói mát người ta. Đấy, nhưng mà thực sự là đôi khi già nó hay nhầm lẫn thật các bạn. Và nói thật các bạn là những cái điều đó thì chỉ mong bác sĩ Trần thông cảm thôi. Thì câu chuyện nó còn rất dài, nó liên quan trong với bác sĩ Trần nói liên quan trong vấn đề của Tào Hoa nữa các bạn. Bởi vì bác sĩ Trần nói rằng Tào Hoa đi sang đây đi du lịch đi chơi, bản thân tôi thì coi như là nếu tôi mời Tào Hoa sang thế nọ kia, mọi người nói kia, cho nên là cái chuyện Tào Hoa quan hệ với Ngân tại sao anh cứ can thiệp vào, Ngân còn mời đến tại sao anh nói theo cái kiểu như là với Ngân là không lên để cho Tào Hoa sang này chuyện nọ chuyện kia. Chúng tôi danh chính ngôn thuận đã bỏ nhau rồi, đã ký giấy tờ tất cả rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Thì trong chuyện Tào Hoa, Tuyết không muốn tranh cãi với bác sĩ Trần, bởi bác sĩ Trần là người vô can. Tức là trong chuyện Tào Hoa muốn đi sang Canada là đã nói chuyện thông qua anh Tâm Hồ ở bên Trung Quốc và để phiên dịch giữa Ngân và Tào Hoa. Và đó chỉ là chuyện hai người, tức là ý của bác sĩ Trần không liên quan gì tới bác. Mà rõ ràng thì đúng là như vậy, bởi vì chỉ Ngân và Tào Hoa nói chuyện với nhau thôi, đúng không ạ? Cho nên là Thuyết chuyện đó cũng không tranh cãi nhiều với bác sĩ Trần. Mà Thuyết hỏi tiếp bác sĩ Trần một câu trong vấn đề là ồ, bác sĩ là một vị bác sĩ thì có hiểu hiểu về bệnh tật của Ngân không ạ? Thì Ngân mà nghe nói là hôm qua đã phải đi coi như là đến các bác sĩ đốt cháy cái gì đó ở cái phần phụ khoa gì đó thì em nghe thấy em rất là lo lắng cho Ngân, bởi vì em không không hiểu về cái căn bệnh đó nhiều, mà nghe thấy nhiều người nói là nó nguy hiểm thì bác sĩ có thể giải thích cho em không? Thì bác sĩ nói rằng cái chuyện đó thì tôi có nói thì anh cũng không hiểu hết được, mà thực sự ra tôi không chuyên ngành trong cái vấn đề về bệnh phụ khoa, tôi là bác sĩ tâm lý, liên quan gì đến cái căn bệnh đó. Ngân có bệnh đó thì nói thật là tôi có là bác sĩ tôi cũng không chữa được, và nếu có cái sự góp ý thì tôi phải tham khảo trong về các tư liệu về bệnh tật. Thế Tuyết bắt đầu hỏi bác sĩ Trần một câu là thế chưa hôm qua bác sĩ Trần đến hiệu thuốc Hoa Đà để làm gì đó? Bác sĩ Trần giật mình bảo là tôi đến hiệu thuốc nào? Hiệu thuốc Hoa Đà ấy. Thuyết nhắc lại cái câu nói, bởi vì ở khu vực Toronto nó có một cái hiệu thuốc Hoa Đà. Thì bác sĩ Trần nói là anh nhầm tôi với ai chứ, tôi làm gì mà đi hiệu thuốc Hoa Đà mà anh nói như vậy, nhưng mà tôi còn không biết hiệu thuốc Hoa Đà nó ở đâu và tôi đến đó làm gì. Vâng, thì Tuyết có nói là em đã xem một video rồi và xem camera quay lại rồi, em nhìn đúng là bác sĩ không có chạch được. Thì bác sĩ Trần đã nói rằng là chắc cái chuyện nhầm lẫn là chuyện đương nhiên, và cái chuyện đó nó không liên quan gì tới trong câu chuyện này.
Thì Tuyết có hỏi bác sĩ Trần là em tưởng là bác đi mua thuốc về để chữa cho Ngân, bởi vì em hỏi vậy thôi, bởi vì em đã xem được cái camera thấy có hình ảnh của bác sĩ. Vâng, thưa các bạn biết câu chuyện gì không ạ? Ngày hôm qua thì Tuyết có mua một số thuốc ở bên này, ở bên Canada. Trong câu chuyện mua thuốc này thì Tuyết cũng nói chuyện hôm qua với bạn Chất Nguyễn, xem gia đình bạn Chất Nguyễn có bệnh tật gì không, thì Tuyết gửi một số thuốc về để chữa bệnh. Bởi vì thuốc bên Canada thì thuốc Canada với thuốc Mỹ nó rất là tốt, nhiều loại rất là tốt các bạn. Thì chính chị gái của Tuyết, em gái, hai chị gái đều có nhiều cái căn bệnh mà Tuyết phải gửi thuốc về. Thì ở một cái hiệu thuốc tên là hiệu thuốc Hoa Đà thì họ chuyên nhận những cái hàng các bạn muốn gửi về Việt Nam, bao nhiêu hàng cũng được hết. Họ tính theo cân, và hôm qua Tuyết gửi đi là không biết 17 phao mấy á, tính ra kilo thì là vào 8 kg mốt và mất 125 đô tiền cước. Thì khi mà Tuyết mua ở đây thì có một cái cô nhân viên này phát hiện ra Tuyết, nói rằng là xin lỗi anh nói anh tên là Tuyết mà tôi đang theo dõi một cái kênh định cư Canada, thì có nói rằng là một người tên là Tuyết Nguyễn đang là chủ cái kênh này, thì xin lỗi anh là tôi có mạo muội, tôi xin phép hỏi anh là anh có phải là chủ cái kênh YouTube định cư Canada hay không. Thì Tuyết bảo ok, đúng rồi, tôi là chủ chủ cái kênh này và rất nhiều người ở Canada biết tôi. Thì cái người đó rất là vui và nghe cái câu chuyện đó thì bảo là hôm qua có một ông đó rất giống là ông bác sĩ Trần đã đến đây mua thuốc, thì có phải là ông ấy không. Thì Tuyết hỏi là thế ông ấy như thế nào và đến đây thì mua thuốc gì. Thì ở đây thì cái người nhân viên bán hàng này có nói với Tuyết rằng là ông ấy đến tìm mua những cái thuốc mà rất là độc hại, mà ở đây là Tuyết bảo thế gồm những cái vị thuốc gì thì thử nói xem nào. Thì ở đây là cái nhân viên này nói rằng ông ấy tìm mua thạch tín là một này, thủy ngân này, kỳ tử này, đại khái là có nhiều vị thuốc bắc. Mà những cái vị thuốc bắc này nói thật với các bạn là Tuyết rất thông thuộc. Lý do tại sao vậy? Bởi vì cha của Tuyết ngày xưa cũng là một cái thầy thuốc, nhưng mà cha Tuyết chữa bệnh là không bao giờ lấy tiền. Trong đó có các bệnh về giang mai này, tức là có một người mà nhiều người mà cha của Thuyết chữa bệnh bệnh giang mai ngày xưa còn ăn mù cả mắt các bạn ạ. Đây là cha Thuyết kể rất nhiều trường hợp và đã chữa cho rất nhiều người. Những lớp thanh niên sau này uống thuốc còn không khỏi và mua thuốc kháng sinh của Pháp còn đắt nhiều tiền, thì đến khi mà biết cha Thuyết biết nấu thuốc thì nấu thuốc này phải nấu 18 tiếng đồng hồ các bạn ạ, đun củi lửa 18 tiếng đồng hồ, trong đó có cả thủy ngân và thạch tín. Đó là hai loại thuốc cực kỳ độc. Thủy ngân là nguy hiểm, là chết người, thạch tín cũng vậy. Ở trên là bán cái này là bán chui chứ không ai người ta bán có quyền bán ấy cả. Thì khi mà nghe nói bác sĩ Trần mua cái loại thuốc này thì Tuyết giật mình. Nếu mà người không hiểu thì sẽ cho rằng họ dùng cái đó có thể là giết người theo cái cách là cho uống bình thường đúng không ạ? Nhưng không phải đâu các bạn. Những cái chất này nó cũng thể là nấu nấu lên để chữa theo cái cách bệnh như là Ngân đang bị. Chẳng hạn nhiều người nói rằng Ngân bị bệnh giang mai. Đấy, thì có thể là Ngân sẽ uống theo cái cách đó và bác sĩ Trần khả năng cũng bị bệnh này và phải đi mua những cái này để mà sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết để mà nấu thành cái viên cái thuốc này các bạn. Nó có khoảng 20 vị thuốc. Đây là Thuyết không được truyền bởi vì Thuyết không phải là con cả trong gia đình. Cha Thuyết không truyền cho con thứ các bạn ạ. Cho nên là chỉ truyền cho ông anh cả thôi. Thì trong đó có khoảng 20 vị thuốc và nấu khoảng 18 tiếng đồng hồ bếp lửa nhỏ, và sau đó khi mà nó keo lại rồi thì sau đó bấy ra cụ cho cùng với cơm nguội giã đi, bắt đầu viên viên lại các bạn ạ, viên lại, phơi nắng khô, phơi độ khoảng 3 4 nắng khô, co lại như một cái viên thuốc đen xì nhỏ xíu như là hạt đậu, và bệnh giang mai cái thứ uống khỏi hết. Có rất nhiều thanh niên đến coi như chữa bệnh của bố Thuyết và sau đó nhận làm cha nuôi, nhưng mà cha Thuyết thì không bao giờ nhận ai làm con nuôi hết. Anh có hiếu với cha mẹ anh thì anh đã không đi với gái trai như vậy và không bị bệnh như vậy. Anh có hiếu anh về báo hiếu cha mẹ anh, chứ tôi không có làm con nuôi của những người như vậy, không làm cha nuôi của những người vậy. Tuyết rất nhớ về người cha mà Tuyết đã nói những câu như vậy. Thì ở đây Tuyết hỏi bác sĩ Trần, sau đó Tuyết hỏi cái người nhân viên này tìm lại, tức là xem lại camera của ngày hôm qua để Tuyết đối chứng xem có phải là bác sĩ Trần không. Và người này thì không dám, sợ chủ của mình. Thì Tuyết đã trực tiếp nói với chủ và Tuyết nói là tôi có một việc rất quan trọng trong câu chuyện này, tôi muốn tìm xem cái người hôm qua đến mua thuốc là ai. Và nói thật các bạn này, cái camera họ quay nhưng mà nói thật là nó không không nét này nè. Đấy,
hay là cái chủ nhân không cố tình cho phóng to lên thế nào Tuyết không hiểu, bởi vì Tuyết cũng không rõ về cái đó nhiều. Nhưng mà đúng là bác sĩ Trần. Và nếu bác sĩ Trần mua thuốc thì chuyện gì xảy ra đây? Có phải bác sĩ Trần đang bị bệnh hay bác sĩ Trần chữa bệnh cho Ngân, và hay là coi như là để dùng vào một việc khác mà những loại thuốc nó độc hại như vậy, nguy hiểm. Các bạn nói về thạch tín hoặc thủy ngân thì nó là toàn những chất độc nguy hiểm rồi, chỉ một chút xíu thôi là chết người đó. Người ta điều chế là phải đun tận 18 tiếng đồng hồ mới vị 20 vị thuốc khác nhau chứ không phải chuyện đơn giản. Vâng, thưa quý vị, tại sao Thuyết nói trong câu chuyện này, và Thuyết đã trực tiếp nói chuyện với Ngân là hỏi Ngân rằng là bác sĩ Trần có bảo cho em uống thuốc không, thì Ngân nói rằng bác sĩ Trần có bảo là bác có một cái loại thuốc gia truyền nhưng mà chưa tìm được các vị thuốc. Thì rõ ràng như vậy là 100% rồi, là muốn để chữa cho Ngân, không cần Ngân đến bệnh viện chữa theo kiểu lơ kia nữa. Vâng, câu chuyện này thì vẫn đang theo dõi. Và nếu bác sĩ Trần mà có gì nữa thì cứ gọi điện cho Thuyết để mà nói chuyện trực tiếp. Ở đây có thể Thuyết cũng biết về những cái vị thuốc đó. Tất nhiên về lấu thì Thuyết không dám. Thuyết đã từng lấu cùng cha Thuyết nhưng mà ngủ quên 18 tiếng, thức cả đêm, không không làm được cái chuyện này. Sơ sẩy là chết người, không phải chuyện đùa. Ấy, mà chỉ có ngày xưa người ta mới nấu kiểu đó thôi, chứ thời nay ai người ta dám làm như thế, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, liên quan tới câu chuyện này, hôm nay Tuyết sẽ chia sẻ với quý khán thính giả và các bạn một lá thư của bạn Vũ Minh đã viết gửi qua email cho Tuyết. Và sau đây là nội dung chi tiết của lá thư này. Kính chúc anh Tuyết và các con ngày mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Em sẽ nói cho anh biết về căn bệnh phụ khoa mà chị Ngân đang mắc phải, nó nguy hiểm như thế nào và liệu có điều trị dứt điểm được không anh nhé. Theo như anh Thuyết kể về triệu chứng căn bệnh của chị Ngân thì em có thể dự đoán khả năng cao là chị Ngân bị bệnh viêm lộ tuyến. Nguyên nhân của bệnh này có rất nhiều nhưng cơ bản là do những nguyên nhân chính sau đây: do bản thân quan hệ tình dục không lành mạnh, bản thân quan hệ cùng một lúc với nhiều người, hoặc bạn tình, ông Trần, quan hệ tình dục bừa bãi, hoặc có người do lạm hút thai quá nhiều, hoặc những nơi có môi trường sống thấp kém, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, vân vân. Điều đều có nguy cơ dẫn đến căn bệnh này. Căn bệnh này lúc đầu thường gây ngứa, rát, da dịch nhiều, thường là có dịch màu vàng hoặc màu xanh, có mùi hôi. Khi quan hệ tình dục hay gây đau hoặc có cảm giác khó chịu. Bệnh đầu ban đầu là lành tính, nếu không chữa kịp thời thì nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung, sùi màu gà rất nguy hiểm. Trước đây khoảng 10 năm em đã từng bị bệnh này, nguyên nhân là do lúc đó em chưa biết đến Phật pháp vô minh nên đã nạo phá thai nhiều lần. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ bình thường, nhưng khi đi khám kiểm tra thì vùng viêm đã quá rộng, bác sĩ nói đã có tế bào quá sản chuẩn bị bước sang giai đoạn tiền ung thư. Lúc này thì đốt bằng tia radio cũng không có kết quả và sau đó em phải dùng phương pháp làm líp. Đây là phương pháp mới lúc bấy giờ tại bệnh viện K Hà Nội, hay còn gọi là khoét chóp cổ tử cung. Cũng rất may khi em đem phần chóp bị khoét đi làm xét nghiệm thì của em chưa chuyển sang ung thư, và với phương pháp điều trị tiên tiến em đã khỏi từ bấy cho đến nay. Và em cũng nói cho mọi người yên tâm là sau khi điều trị xong thì vẫn có khả năng mang thai bình thường khi người phụ nữ vẫn còn kinh nguyệt và chuyện quan hệ tình dục không ảnh hưởng gì hết. Nếu chị Ngân bị bệnh này thì em khuyên chị Ngân nên điều trị sớm để không dẫn đến hệ lụy biến chứng sau này, và đặc biệt chị nên tuyệt đối không quan hệ tình dục với ông Trần vì ông ta quan hệ cùng lúc với rất nhiều phụ nữ, cơ quan tình dục của ông ta có nhiều vi trùng gây bệnh. Nếu chị chữa khỏi mà quan hệ tiếp tục với ông ta thì bệnh lại tái phát và lần sau sẽ nặng hơn lần trước và nguy cơ phải cắt bỏ cả tử cung là rất cao. Chị có thể lấy chồng, quan hệ, sinh con hoàn toàn bình thường nhưng với điều kiện người chồng đó phải sống lành mạnh, quan hệ một vợ một chồng như đoàn dư là ok nhất. Em cũng là phụ nữ, chỉ kém chị có 2 tuổi thôi. Em đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và 2 đứa con ngoan, mặc dù cuộc đời cũng trải qua nhiều thăng trầm biến cố, nhưng khác với chị, em có nhãn quan nhìn đời khá chính xác. Trong cuộc tình của chị và ông Trần, chị hãy chậm lại và nhìn nhận trong mắt chị ông Trần là một người tốt, yêu thương, quan tâm và chăm sóc chị hết mình. Vậy em hỏi chị, số tiền 50 triệu đô la đã chuyển vào tài khoản của ông Trần khi ở bên Thái Lan, giờ chị có biết nó nằm ở đâu không? Nếu chị và ông ta dùng để đầu tư thì giấy tờ và hợp đồng có không?
Nếu có thì ai là người đang giữ nó? Chị có biết 50 triệu đô la là số tài sản mà trên thế giới này chỉ có 5% người có thể có được. Với số tiền đó, nếu dùng vào việc có ích, nó có thể làm thay đổi số phận bao nhiêu người nghèo khó. Nhưng đằng này, số tiền đó đã gián tiếp tay cho việc giết người, đẩy bao nhiêu con người vào vòng lao lý, gây bao nhiêu tội ác tày trời, trời không dung, đất không tha. Nếu ông Trần là người tốt thì ông ta không bao giờ bỏ các vợ và những người con của ông ta trên khắp thế giới. Ông ấy yêu chị không phải vì tình yêu, mà yêu chị vì 200 triệu đô la của chị mà thôi. Chị có bao giờ tự hỏi trên thế giới này có người phụ nữ nào lại bỏ công sức và tiền bạc để bay từ nước lọ đến nước kia để tìm mọi cách cho chồng mình lấy được người đàn bà khác hay hực hay không? Điều đó nó logic hay không? Có phi lý không? Họ biết ông Trần là người đàn ông tốt, vậy sao họ không tìm mọi cách để níu giữ cho họ, cho con của họ mà lại tìm cách để ông ấy lấy bằng được chị? Vậy có phải là cả tập đoàn của họ đang vì tiền của chị hay không? Nếu lần này chị lại đồng ý để cho Tào Hoa đến ở trong căn nhà của chị thì chị lại mắc một sai lầm tiếp theo, bởi vì giờ này tay chân của ông Trần không còn nhiều, do người thì mất tích, người bị vòi vào vòng lao lý, người thì tai nạn, người thì phản bội, vân vân, và bản thân thì đang bị điều tra. Hơn lúc nào hết giờ đây, ông ta đang rất cần có thêm đồng minh bên cạnh. Tào Hoa sang là có nhiệm vụ áp sát bên chị để chị không có cơ hội tiếp xúc với những người khác và làm tai mắt khi ông Trần phải đến bên con giáp 21. Ông Trần đang bị mất lòng tin trong mắt chị, con quỷ mắt xích thì không ai cho nó tiếp cận. Vậy Tào Hoa sẽ là người đóng thế hoàn hảo, nó sẽ đem lời đường mật nhưng hoàn toàn sai sự thật để dụ dỗ chị, làm chị mềm lòng. Nếu chị đồng ý theo nó đi Trung Quốc thì em đảm bảo số tiền còn lại của chị sẽ bị cướp sạch và chị sẽ phải bỏ xác tại đất nước Trung Hoa xinh đẹp trong câu chuyện viễn tưởng, không có cơ hội trở về với hai bé nhẫn quang yêu quý của chị đâu. Ông Trần là một con cáo già quá khôn ngoan và hiểm độc. Tất cả những lời yêu thương ngon ngọt của ông ta đối với chị chỉ là màn kịch che đậy những âm mưu thâm độc, mong cướp trọn khối tài sản của chị, chứ không có yêu thương gì hết. Nếu không có sự giúp sức của cộng đồng mạng thì khối tài sản của chị đã mất vào tay ông ta trong vòng một nốt nhạc, vì chị không bao giờ là đối thủ của ông ta. Hãy tỉnh lại đi chị, hãy thông minh hơn, biết lắng nghe những người đang bỏ thời gian công sức vì chị, lắng nghe 95% cộng đồng mạng, lắng nghe những người như ông Lưu, bà Yến, chị Khanh, anh Thuyết, Đoàn Dư. Hãy thương yêu và tin tưởng Nguyệt vì em ấy đang hết sức để bảo vệ chị. Những người như em không mong được gì ở chị nhưng đang ngày đêm lo lắng tìm cách để cứu chị, kéo chị trở về với con người vốn có, với đức tính thương người tốt bụng của chị. Nếu có thể, chị hãy đi xa một chuyến như trở về Việt Nam, nơi mình đã sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn của mình và cha ông mình. Nơi đó tuy chưa giàu nhưng nó rất bình yên và hạnh phúc, nơi có rất nhiều người đang cần đến chị đó. Việt Nam nay đã khác xa Việt Nam của 10 năm về trước, nơi mà cách đây bao năm nhiều người muốn từ bỏ xa đi, nhưng chính nơi đó giờ đây cũng có rất nhiều người đang muốn tìm cách để quay trở về. Trong số đó em hy vọng có cả chị. Việt Nam bây giờ khách du lịch phần đông là người Trung Quốc, nhiều cảnh đẹp mà nhiều du khách trên toàn thế giới đang tìm đến, trong đó có cả những tỷ phú như chị. Thôi, thư dài rồi, em xin dừng bút tại đây. Mong anh Thuyết hãy chuyển lá thư này cho Ngân giúp em. Mong chị sớm tỉnh táo, nhận ra đúng sai thật giả, thương ghét quanh mình để không bị rơi vào bẫy tình tiền nguy hiểm của ông Trần. Mong chị và các bé nhẫn quang luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bình an. Cầu mong chị sớm nhận ra con người thật của ông Trần. Kính chúc anh Thuyết và tất cả mọi người trong câu chuyện như chị Khanh, ông bà Lưu Yến, Hồng Trang, Tuấn, Phạm Hoa, Đoàn Dư, Nguyễn Hoa có nhiều sức khỏe, luôn cố gắng nỗ lực hết mình bảo vệ cho lẽ phải. Cầu mong những người gieo nhân sẽ sớm gặt quả. Chúc gia đình ông Linh, bà Dung sẽ gặp được phép màu, vạn sự may mắn. Chúc cộng đồng mạng trên kênh anh Thuyết luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc, đồng tâm hiệp lực giúp chị Ngân. Chúc cho mọi người sẽ có những giấc ngủ ngon trong thời gian không xa. Cuối cùng, chúc bố con anh Thuyết luôn mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Chúc anh và chị Ái Khanh sớm về chung một nhà. Em ngưỡng mộ anh chị. Vâng, thưa quý vị và quý khán thính giả,
Đây là toàn bộ lá thư của bạn Vũ Minh viết cho Ngân. Không phải một mình bạn Vũ Minh đâu. Ngày hôm nay Thuyết nhận được rất nhiều những lá thư viết riêng cho Ngân. Và những lá thư này hầu như là không được công bố trên cộng đồng mạng. Bởi vì quý khán thính giả khi viết thư đã đưa ra một cái yêu cầu rằng là anh chuyển tiếp cho Ngân và không công bố trên cộng đồng mạng. Bất kể lá thư nào nói rằng là không công bố thì Thuyết sẽ không bao giờ chia sẻ. Còn nó lá thư nào không nhắc tới, ví dụ như bạn Vũ Minh không nhắc tới là chỉ có viết riêng cho Ngân thôi và đừng chia sẻ thì coi như là Thuyết vẫn chia sẻ trên cộng đồng mạng nhé. Cho nên là chính vì vậy, nếu các bạn nào muốn viết thư cho Thuyết thì muốn muốn công bố thì nói rõ rằng là hãy chia sẻ. Còn nếu không thì coi như chỉ gửi chuyển tiếp thôi. Thì Thuyết sẽ chuyển tiếp lá thư này tới cho Ngân. Thuyết biết rằng là hiện tại thì Ngân cũng không quan tâm nhiều trong những lá thư nhiều lắm. Nhưng Thuyết sẽ lựa nói với Nguyệt, bởi vì khi bao giờ chuyển cho Ngân thì Thuyết cũng chuyển cho Nguyệt. Bởi vì Nguyệt là người rất là bên cạnh Ngân. Các bạn biết rằng là Nguyệt có cả vợ chồng Nguyệt nữa, có thể là dám đánh đổi mọi thứ để có thể là cứu giúp Ngân. Đây là cái chuyện mà trong sâu thẳm của lòng Nguyệt đã tâm sự riêng với Thuyết. Có một hôm Thuyết nhớ Nguyệt khóc rất nhiều và nói rằng là anh Thuyết ơi, em rất lo cái kết thúc của cái câu chuyện này, nếu mà Ngân và bác sĩ Trần lấy nhau em không biết phải như thế nào. Cái chuyện em phải rời xa cô Ngân để mà ra đi tìm một cuộc sống mới là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Còn em đã coi chị Ngân như là một người, là một chủ nhân và người là ân nhân suốt cả cuộc đời này của em rồi. Em chỉ muốn rằng là chị ấy lấy một người mà em cũng yêu quý như chị ấy, chẳng hạn như Hùng, như anh Dư hoặc bất kể ai gì đó ngoài bác sĩ Trần ra, thì em đối xử với chị Ngân như nào thì em đối xử với chồng của chị Ngân như vậy. Chứ còn thì bây giờ nếu mà chị ấy mà cố tình lấy bác sĩ Trần thì em bắt buộc phải phải nói lời xin lỗi và nói lời chia tay, và điều này thì trong lòng em không muốn. Tức là em có thể dám đánh đổi tất cả sự khổ đau vất vả trên cuộc đời này để gần chị ấy, nhưng với một cái người mà như bác sĩ Trần thì em không thể được. Đây là điều mà Nguyệt đã tâm sự. Cho nên là tất cả những lá thư thì Thuyết biết rằng là Nguyệt sẽ rất là trung thành với Ngân và sẽ có những khi mà đọc và sẽ chia sẻ với Ngân. Và trong khi đó thì bởi vậy là Thuyết mới gửi cho Ngân nhưng mà cũng gửi cho Nguyệt là lý do như vậy. Vâng, xin cảm ơn bạn Vũ Minh. Chúc bạn và gia đình nhà bạn coi như là có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trong lá thư này thì bạn Vũ Minh đã phân tích rất rõ trong lý do mà liên quan tới câu chuyện của Ngân rồi, đúng không ạ? Những câu hỏi đặt liên quan đến vấn đề tiền bạc. Có phải là câu chuyện này xuất phát vì tình hay không? Tại sao số tiền đó bây giờ lại không cánh mà bay? Và bây giờ nó đang nằm ở đâu? Lý do nào? Lý do nào? Rồi cái câu chuyện là Tào Hoa tại sao lại đến đất nước này? Tại sao lại đến Canada vào thời điểm này? Và mục đích để làm gì? Có phải tất cả vì Ngân hay không? Vì coi như là tình yêu của Ngân hay không? Trong khi đó thì hai người, nói thật với các bạn, ở trên đời này thì chẳng có một tức là hai người vợ mà sống chung với một ông chồng mà chẳng có bà cả bà lẽ mà hợp nhau được cả. Ít người lắm. Người ta có thể bằng bằng mặt nhưng mà không chắc chắn, không bằng lòng. Làm gì có chuyện người vợ nào mà để hết lòng để đi lấy chồng, lấy vợ cho chồng, đúng không ạ? Cho nên là chuyện này rất là khó. Mặc dù nói là bỏ nhau nhưng mà theo Thuyết nghĩ là cái chuyện này cũng có khi chỉ là trên cái vấn đề là nói mồm vậy thôi. Thưa quý vị, trong phần cuối thì bạn Kim Nga ở bên Mỹ 6271, bạn muốn chia sẻ một cái cũng liên quan tới căn bệnh này, chia sẻ trên kênh để cho tất cả các em chị em phụ nữ ở trên kênh có thể am hiểu được cái căn bệnh này. Ở đây thì Thuyết biết rằng là trên kênh của Thuyết thì có khi là có tới khoảng 80% chị em phụ nữ, còn thì chỉ có 20% là phái mạnh thôi. Cho nên là bạn Kim Nga đã muốn chia sẻ để mọi người hiểu về căn bệnh này. Vâng, có thể Thuyết sẽ chia sẻ cái vấn đề này, sau đó Thuyết sẽ đi vào bình luận cái chuyện của bạn Kim Nga này với lại cái câu chuyện của Thuyết. Em rất cảm ơn Ngân và anh Thuyết đã chia sẻ căn bệnh đàn bà của Ngân cho các chị em phụ nữ trên mạng cùng nghe. Ngân và các chị em phụ nữ khác đừng bao giờ thấy mắc cỡ, thấy mình có triệu chứng mà không đi bác sĩ để chữa trị là một điều sai lầm lớn trong đời mình đó nhé. Cho dù có triệu chứng hay không, phụ nữ hàng năm phải đi khám phụ khoa và tử cung. Và bác sĩ họ sẽ lấy cái tế bào trong tử cung của mình để xét nghiệm. Nếu tế bào mà biến chế sang các tế bào xấu là bác sĩ họ sẽ cảnh báo cho mình ngay lập tức để kịp thời chữa trị. Em có một người bạn làm cùng hãng, tuổi 50 mới qua đời về bệnh ung thư tử cung.
Sau 2 năm điều trị nên em rất thương cảm cho các chị em phụ nữ về căn bệnh này, và có một lần em hỏi bạn ấy tại sao bạn khám phá ra bệnh ung thư lầy vào giai đoạn 4. Bạn không đi khám tế bào tử cung của bạn hàng năm hà? Bạn em đã nói không đi khám và cũng chẳng có triệu chứng gì cả, nên lúc khám phát hiện ra thì đã muộn rồi anh Thuyết ạ. Nên em rất mong anh động viên các chị em phụ nữ, già hay trẻ, độc thân hay sống chung với đàn ông và có quan hệ tình dục phải thường xuyên đi khám phụ khoa hàng năm nhé. Người ta nói phòng bệnh hơn là chữa bệnh là vậy đó, anh Thuyết ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn Kim Nga đến từ đất nước Mỹ. Trong căn bệnh này thì các bạn biết đó, bạn Kim Nga đã nói rằng một người bạn của bạn ấy đã vừa qua đời trong cái căn bệnh gọi là ung thư tử cung. Thì ung thư tử cung nó xuất phát có thể từ nhiều lý do. Ở đây thì nói thật với các bạn là Thuyết không hiểu nhiều, nhưng mà Thuyết có một người cha chữa về cái căn bệnh gọi là ông ấy là một thầy thuốc. Thầy thuốc từ xa xưa, tức là theo cái cách cha truyền con nối đấy, ông nội Thuyết làm thầy thuốc rồi sau đó truyền. Chính xác là bên gia đình nhà bà nội Thuyết cơ chứ không phải ông nội đâu. Cho nên là ở đây là các bạn biết không, tức là cái căn bệnh này là có thể theo Thuyết biết là cơ bản là đi quan hệ với nhiều người đã khác nhau ấy, nhất là những cô gái bán hoa đúng ạ, đấy, thời nay gọi là ca ve gì gì đó đúng ạ, thì những người đó một đêm có thể người ta quan hệ rất nhiều người đàn ông, thì khi họ chắc chắn là bị bệnh, thì khi những người đàn ông khác không bị bệnh mà ngủ với họ thì cũng bị bệnh, nó cứ lây truyền như vậy, và cái căn bệnh này nó nguy hiểm như vậy đó. Có người thì có triệu chứng như là Ngân bị ngứa, nhưng có người như bạn của bạn Kim Nga thì lại không bị ngứa cái gì. Và các bạn nên đi khám định kỳ bởi vì nó nguy hiểm, nó dễ xuất phát chuyển sang cái vấn đề mà khi vào ung thư giai đoạn 4 thì khoa học hết cách chữa. Nói thật các bạn rằng nếu mà cha Thuyết mà học được cái nghề đó ngày xưa chắc chắn là khỏi, khoa học không chữa được, nhưng mà chữa theo cái cách mà trong đó Thuyết nhớ chắc chắn có cả thạch tín, có cả thủy ngân, là hai cái chất độc kinh khủng mà cha của Thuyết đã nấu thuốc trong vòng 18 tiếng đồng hồ, thậm chí đến 20 tiếng các bạn ạ. Là chế viên thuốc là các loại thuốc thuốc độc như vậy, tức là trong đó, tức là ví dụ như trong 20 vị thuốc đấy thì thủy ngân và thạch tín mỗi loại nó chỉ có một hai giọt thôi các bạn. Nó rất là nhỏ xíu thôi. Và ở đây nó chữa được những cái căn bệnh mà như bây giờ là các bạn đang chữa theo kiểu như đi về khoa học đó. Thì ngày xưa chữa cái căn bệnh đấy là nó đánh tan cả cái chuyện ung thư các bạn ạ. Đó, chắc chắn nó là như vậy. Bố Thuyết đã từng chữa rất rất nhiều người và không lấy tiền công của người ta, chỉ là lấy cái tiền, ví dụ như này, ví dụ như là mình bỏ ra tất cả đi mua thuốc, là đi các hiệu thuốc Bắc, thuốc Nam nọ kia, và cái thuốc mà tự đi kiếm chế mất độ khoảng 1 triệu tiền vốn, thì cha của Thuyết khi bán thuốc thì sẽ thu hồi lại một số 1 triệu đó. Nhưng ngày đây là nói cái tiền ngày nay thôi, còn ngày xưa chỉ là 100-200 đồng thôi các bạn, nó là quá quá nhiều rồi, ngày xưa nó nghèo khổ, chứ là làm thầy thuốc là đi cứu nhân, chứ là không lấy tiền công, chỉ là lấy tiền gốc thu về để tiếp tục, ví dụ như là lại lấy cái tiền đó đi mua những nhiên liệu để mà làm thôi. Thì căn bệnh này nó rất là nguy hiểm các bạn đó. Theo Thuyết biết là nó rất là nguy hiểm, nhưng mà rất tiếc là Thuyết không có không 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 học được cái nghề thuốc này. Thì trong câu chuyện bác sĩ Trần ngày hôm qua đi đến cái hiệu thuốc đó mua, thì Thuyết đoán tới có tới 80-90% bác sĩ Trần lấy cái này để nấu thuốc theo cái kiểu người Trung Quốc đó và để chữa trị cho Ngân. Thì trong câu chuyện này Ngân đã xác định rồi là bác sĩ Trần muốn là để Ngân uống thuốc đó chứ đừng đi đến bệnh viện. Rõ ràng là bác sĩ Trần đã hiểu về căn bệnh này rất kỹ. Và ở đây thì Thuyết cũng thấy lạ rằng là Thuyết thấy bác sĩ Trần gọi điện cho Thuyết đang có cùng một người con gái nào đó. Nếu bác sĩ Trần vẫn cứ không chấm dứt mà vẫn cứ đi lung bung thì những người kia cũng sẽ bị. Đấy. Thế thì ở đây tại sao trước đó thì các bạn Thuyết đã nghi ngờ tại sao mà từ hôm ở trên thác nước Niagara về thì bác sĩ Trần lại không ngủ với Ngân. Ấy, thành ra là bác sĩ Trần đã biết Ngân có bệnh và bản thân Ngân cũng chắc là cũng không cho trong chuyện đấy nữa, bởi vì rõ ràng bị ngứa như vậy đúng không ạ? Cho nên là trong câu chuyện này thì bạn Kim Nga đã nói với các bạn là đừng có mắc cỡ, đừng có xấu hổ. Khi mà phát hiện ra bệnh hoặc là mình không có phát hiện ra thì vẫn phải đi khám định kỳ. Cái người độc thân còn đỡ, nhưng những người vẫn bình thường quan hệ tình dục thì chắc chắn các bạn phải nên đi khám. Không thì điều này nó xảy ra thì còn một vấn đề nữa mà bạn Vũ Minh nói rằng vẫn sinh đẻ bình thường các bạn ạ. Thì ở đây thì theo như Thuyết biết rằng là có thể chữa theo khoa học bây giờ là sinh đẻ bình thường, nhưng ở đây Thuyết nói cho các bạn biết ngày xưa cha của Thuyết chữa bệnh là nói rằng là những người đó là sẽ không có con,
Tức là khi bệnh nặng ở đó mà phải uống thủy ngân và thạch tín là sẽ không có con đâu. Đấy. Còn thì chữa theo bây giờ như nào thì tôi không biết. Nếu mà chữa theo bây giờ như thế mà Ngân vẫn có con bình thường thì rất là tốt, rất là mừng. Có vấn đề là 54 tuổi rồi liệu có bầu được hay không thôi. Đấy. Ngân rất thích vẫn còn sinh em bé các bạn ạ. Điều này thì dễ hiểu thôi. Nhiều người thì khó hiểu nhưng với Thuyết thì quá dễ hiểu. Bởi vì bản thân Thuyết bây giờ nói thật các bạn, không có vợ nữa, nhưng mà bây giờ có một đứa trẻ con nào đó ngoài đường mà chẳng may nhặt được thì kể cả hai ba đứa Thuyết nuôi hết, rất thích là có con thêm đó. Mỗi người mỗi ý đúng không ạ? Ở Việt Nam thì có người cứ đi ngăn chặn không cho coi như là vợ chửa nữa, không cho đẻ nữa, nhưng mà Thuyết kể cả năm bảy đứa thì càng thích, không biết lý do tại sao thì mình không hiểu nữa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video đầu tiên trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.